Chào mừng anh chị và chúc anh chị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Tâm muốn gửi gắm đến anh chị một sản phẩm ổn định và chất lượng, giá cả phù hợp với cái tầm tài chính loanh quanh 400. Xe này thì đây là con Mazda anh chị, Mazda phiên bản hatchback. Nhớ phiên bản hatchback thời điểm trước và bây giờ cũng vậy luôn, mua nó sẽ cao hơn phiên bản sedan anh chị nhé. Cái không gian ở phía trong ngồi nó sẽ rộng hơn cái phiên bản sedan. Cái cốp chứa đồ thì nó cúp vô thôi, chứ cái độ dài nó vẫn y vậy, nhưng mà nó cúp cái mui vô nhìn cho nó thể thao đó anh chị. Nó vẫn rộng, vẫn ấy, nhưng mà cái chiều cao của cái cốp chứa đồ thì nó hạn hẹp hơn cái sedan một chút. Còn cái chiều dài của nó cũng tương tự anh chị nhé. Đây là con Mazda 3 phiên bản hatchback. Bản này là thời điểm đó là cao nhất rồi đó anh chị. Động cơ là 1.5, còn bản 2.0 nữa, nhưng mà mình đang nói phiên bản 1.5 thì đây là cái bản cao nhất rồi ha. Xe này sản xuất năm 2016, một chủ mua mới từ đầu, số Bình Dương, lăn bánh chuẩn ở đâu là 80.000, bao cho anh chị kiểm tra và check test. Nếu anh chị phát hiện xe này mà bị kéo, bị tua đồng hồ thì bên Tâm sẽ chịu trách nhiệm cho anh chị. Xe chuẩn riêng chất lắm. Vỏ lốp thì còn mới, đăng kiểm thì còn khá dài, và đăng kiểm thì còn tới tháng 1 2025 đó anh chị. Tháng 1 2025 á. Xe thì riêng chuẩn anh chị nhé, vỏ lốp mới, vỏ lốp là vỏ Bridgestone, còn tốt lắm anh chị, vỏ còn tốt, mọi thứ là tuyệt vời hết. Nội thất là ghế da theo xe, màn hình theo xe, cam da đầy đủ, nước sơn riêng xe này còn nhiều, thật là nhiều. Và điểm cộng lớn nhất là không có bị lỗi lầm gì hết anh chị nhé. Máy trắng bóc, biển số Bình Dương, một chủ từ đầu. Xe này thì bên Tâm sẽ bán cho anh chị với cái mức giá là 385 triệu đó anh chị. 385 triệu. 4 thắng đĩa ABS. Ghế da theo xe mà chất ghế còn đẹp vậy luôn anh chị nè. Chất ghế còn đẹp ha. Để mà đảm bảo cái quy trình thủ tục cũng như là cửa sổ trời, trần nỉ nguyên rin, qua lăng tích hợp và qua lăng đẹp anh chị. Ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là 80.000, bên mình bán bao anh chị nhé. Qua lăng cần số đẹp, ghế da đẹp, ghế tài thì hơi có một hai cái vết tróc nhẹ tí, chỉ rồi, ghế rồi còn đẹp á. Mazda mà ghế vậy là đẹp lắm rồi đó anh chị ạ. Nó hơi sờn sờn chỗ này chút, đúng cái số nha, không rách không ấy miếng nào hết nè anh chị nhé. Này bên Tâm mới về, có chế độ cân bằng điện tử, A-Stop, bảo dưỡng hãng nè anh chị. Bảo dưỡng hãng. Cái này thì bên Tâm bán là bao đúng ở đô vậy nhé. Đi đi công chuyện đi anh, em làm video tí nữa quay lại. Tao thực tế luôn bây giờ nè. Xe đẹp lắm anh chị. Chút nữa anh quay lại đi. Không, nói vui giờ nè. Nói thẳng đi luôn, để con lấy luôn nè. 400 anh. Đây anh chị coi nha. Nội thất rất là đẹp. Chút nữa ra ngoài đi, chút ra ngoài đi nha anh. Xe mới tinh anh chị. Tiếp luôn á. Đời tao bao giờ nó điêu rồi. Cái xe City của mày với tao. Xe mới tinh anh chị ơi. Nói chung là với cái chất lượng này và cái năm đăng ký này thì quá phù hợp anh chị. Với cái tầm tiền này bên Tâm bán cho anh chị nha. 385 triệu anh chị, 385 triệu. Đó, phiên bản hatchback. Anh chị coi cái phần phía sau nè, đẹp lắm nè, không gian rất là rộng luôn. Anh chị nhìn coi, nó chỉ cúp cái đuôi xuống thôi à, cúp cái đuôi xuống thôi, chứ còn cái chiều dài, cái khoang hành lý vẫn rộng như vậy. Nhưng mà thể thao nhìn nó xịn lắm anh chị. Bánh dự phòng chưa xài luôn, chưa hạ xuống đất luôn anh chị, còn mới nguyên luôn. Đồ nghề con đội thì theo xe có đủ. Còn cái không gian ở phía sau này thấy còn mới lắm á. Xe này một chủ mua mới chị nha, chưa có sang tên đổi chủ gì hết đó hả. Tháng 7 2016. Xe này lúc mua cũng khá là mắc đó, 700-800 triệu gì đó chị. Giờ tầm bán là 385 triệu hỗ trợ lúc hồ sơ chị nhé. Xe phiên bản thể thao đi sướng lắm, đi được tuyệt vời luôn chị, tuyệt vời luôn. Màu đỏ đô nha, màu đỏ đô, ô đô chuẩn anh chị, vỏ lốp mới, gầm bệ đẹp, máy móc trắng tươi à, và chưa hề tháo, chưa hề gỡ gì hết.
Keo chỉ thì full hết, 100% là nguyên rin. Chất ghế bên phụ nè, đẹp lắm. Hầu như là một người đi là nhiều, nên cái ghế tài thì nó bị tróc tróc một tí thôi. Còn riêng ghế phụ với ghế sau là còn mới. Anh chị nhìn cái chất ghế nè là anh chị biết cái xe nó đi đúng hay không luôn á. Thiệt, chụp hai cái ghế là tao biết xe chạy nhiều cây số luôn đó anh chị. Có giữ cỡ nào giữ nhưng mà nó sẽ sờn mòn theo km và năm tháng. Nếu xe chạy 40.000, 30.000 thì cái chất ghế nó lại khác nữa. Cái xe này ghế phụ và hai cái ghế sau thì nó giống như xe chạy 30.000 anh chị. Nhưng mà riêng ghế tài thì đúng là xe này chạy 80.000. Anh chị nhìn này, tổng thể ha, cái xe đẹp lắm á. Từ vô lăng, số, nội thất, ghế da, topi. Anh chị nhìn vừa ý lắm. Quan tâm để xe này cho anh chị với cái giá là 385 thì hỗ trợ rút hồ sơ anh chị nhé. Heo đĩa là còn mới, vỏ lớp còn dày nè. Chất xe thì tuyệt vời rồi, khỏi phải bàn, miễn phải chơi. Rất là tuyệt luôn anh chị. Nếu chuyển viện thì bệnh nhân có thể nguy kịch và tử vong trên đường chuyển viện. Ngoài kỹ thuật can thiệp tim mạch, thời gian qua bệnh viện đã thực hiện thêm kỹ thuật lọc màng bụng, kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch để điều trị cho bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối luôn. Được chỉ định chạy thận nhân tạo. Dưới đơn vị đột quỵ của bệnh viện đã được hội đột quỵ có cửa sổ trời, có đầy đủ hết. Xe này là option đó, cái thời điểm đó option về là nó thịnh hành nhất rồi đó anh chị. Sau này mới thêm vô là ru cành tròn, sau này mới thêm vô ru cành tròn, thắng tay điện tử thì nó theo công nghệ thôi. Và xe này 5 túi khí anh chị, thì tâm thấy giữa cái ru cành tròn với lại thắng tay điện tử nó cũng không có cải thiện được cái gì hết trơn, nhưng mà nó thêm tiền với lại nó mua đen, người ta làm được thì mình làm được, y như những cái nhà sản xuất người ta tranh nhau người ta làm cái đó đó. Nhưng mà có thêm cái thắng tay điện tử thì nó sang một tí thôi, còn cái ru cành tròn thì cũng đâu có xài đâu, nhưng mà có thì vẫn hơn, có thì vẫn hơn, khoa học mà, công nghệ mới mà. Còn xe này thì bây giờ nó hoàn thiện nhất có thể rồi anh chị ạ, hoàn thiện nhất có thể rồi, không có điểm trừ hay là lỗi lầm gì hết, mọi công năng chức dụng là hoạt động tốt luôn, khoa đèn sáng trưng nè. Nhìn cái mica đèn này mình cũng biết nó đúng cái số hay không luôn đó chị. Khoa đèn rất là mới nha. Đèn gầm nè, đèn xi nhan nè, mặt ca lăng nè. Nó đều xe đó, 385. Anh chị sở hữu ngay con xe Mazda này luôn. Mazda 3 phiên bản hatchback 2016 tháng 7. Lăn bánh 80.000 một chủ từ đầu. Gương kính là rin hết, chưa có bị lỗi lầm hay bị mất mát cái gì hết anh chị. Cái máy trắng bóc luôn. Cửa cốp cabo là chưa có gỡ rỡ gì hết nha. Mazda gương kính là rin hết. Còn là chân thuộc là cũng chưa có dấu hiệu mở rỡ gì luôn. Nếu tầm tiền quanh quanh chưa tới 400 thì lựa chọn này không thể nào mà có cái sản phẩm nào tốt hơn được nữa. Chỉ trừ khi là bị lỗi mới có tốt hơn thôi. Còn mà xe rin thì đây là một cái sản phẩm thực sự là hợp lý rồi. Từ heo chỉ thân gầm máy móc này thì nó cắn bóc thôi. Đến xem nhắc máy alo ủng hộ Tâm nha, 0917215512. Xem xe ở địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Có con xe Mazda 3 phiên bản hatchback đời 2016 đó, bản này là cao nhất rồi anh chị lưu ý nha. Đẹp, sang, rất là modern, đi êm cực kỳ êm luôn, như ý.
và không có bị điểm trừ, không có bị lỗi lầm gì hết. Bên mình bán cho anh chị là 385 bao rút hồ sơ, mọi thứ đang ở một cái tình trạng tốt và vận hành tuyệt vời, êm ru chạy mượt, trang thiết bị đầy đủ, vỏ lớp còn tốt, đăng kiểm còn tới 2025, nước sơn rin còn nhiều, keo chỉ không mắc, máy móc rin 100%, chưa tháo chưa gỡ gì hết và còn đang rất là ok, chưa có xì sọt nhớt nhau gì hết anh chị nha, còn vận hành bình thường và rất là ok. Anh chị chỉ về đổ xăng là chạy thôi chứ không phải làm bất cứ một cái thứ gì nữa hết nha. Nếu anh chị có nhu cầu mua xe này hoặc là bất cứ xe nào khác thì anh chị cứ nhắc máy alo ủng hộ, và nếu mà sản phẩm Tâm chưa có thì Tâm hẹn anh chị bữa nào đó Tâm sẽ có sản phẩm đó, Tâm sẽ alo cho anh chị, nhớ gọi cho Tâm nha. Cảm ơn anh chị và luôn luôn cho Tâm cơ hội để phục vụ, cũng như là cho Tâm cơ hội để tìm ra những cái hướng đi tốt hơn, những sản phẩm tốt hơn để đưa đến tay anh chị có xe tốt, Tâm có tiền lời, hai bên cùng nhau phát triển và yêu thương nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị nha.